armed and dangerous. Suspect is armed and dangerous. Robbery in progress. She's got a gun! She's got a gun. Chào, tôi là Trần Trung và bạn đang xem video từ tomao.vn. Bài tập ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài tập rất thú vị về After Effects, đó chính là kỹ thuật đông cứng trong After Effects và được ứng dụng trong MV. Trước khi bắt đầu vào bài tập hôm nay thì chúng ta sẽ điểm qua một số ý chính trong bài tập ngày hôm nay. Bài tập ngày hôm nay chúng ta sẽ hướng dẫn nhanh về kỹ thuật 3D tracking máy chạy, quay, trong quá trình quay. Và đồng thời chúng ta sẽ có một phần hướng dẫn về 3D element để ghép vào trong những cảnh đông cứng để tạo ra hiệu ứng về đối tượng 3D ở bên trong của cảnh. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với... câu hỏi của ngày hôm nay đó chính là bạn tớ là sâu, bạn muốn sử dụng một kỹ thuật đông cứng trong MV giống như MV của Hàn Quốc với cách làm phải thật là đơn giản và nhanh bởi vì đây là một MV cần phải dựng gấp. Và cảm ơn nhóm Socio đã hỗ trợ tomao.vn clip gốc để các bạn có thể thực hiện được MV này. Và đây là clip gốc trong một MV trong cuộc thi MV của tôi do nhóm Socio thực hiện. Sau khi bạn mở After Effects thì bạn nhớ download thư mục project của bài tập ngày hôm nay và đưa toàn bộ file chúng tôi cung cấp vào trong After Effects để bắt đầu bài tập ngày hôm nay. Như các bạn đã thấy thì trong bài tập ngày hôm nay thì chúng tôi đã cung cấp cho các bạn 4 file movie để các bạn có thể thực hiện theo các cái hướng khác nhau và các đối tượng khác nhau. Và ở đây có rất là nhiều kỹ thuật quay, trong đó có kỹ thuật quay zoom hoặc là kỹ thuật quay lia máy hoặc là kỹ thuật quay trên ray để giúp cho các bạn là tracking theo bất kỳ hướng nào trong quá trình các bạn luyện tập. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng cung cấp cho các bạn thêm một số các cái file lá để các bạn có thể ghép vào trong video giống như là trong MV của các bạn đang thực hiện. Để tiếp tục, chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra một thư mục và sau đó cho toàn bộ file clip gốc này vào trong đó để cho nó gọn gàng. Bài tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu xử lý trên clip gốc đầu tiên, đó là clip gốc 7120, là clip mà có cô gái đang ngồi uống nước. Để bắt đầu, chúng ta sẽ sử dụng hiệu ứng đầu tiên của After Effects, đó chính là hiệu ứng 3D camera checker. Đây là một hiệu ứng cho phép là chúng ta có thể track đối tượng file video ở trong đây và tạo ra các cái tracker 3D có sẵn giúp chúng ta có thể là đưa các cái đối tượng text hoặc là đưa các cái hiệu ứng 3D vào trong file phim. Nhưng có một số lưu ý khi các bạn sử dụng 3D camera tracker, đó thứ nhất là các cái cảnh quay các bạn nên quay ngắn. Thứ hai nữa là camera nên ở trong cùng một bối cảnh, có nghĩa là như là cô gái này, tức là camera đã đi từ đầu cho đến cuối thì nằm ở cả cô gái này thôi. Và một cái quan trọng cũng không kém, đó chính là các bạn phải nhớ rằng là cái quá trình tracker này phụ thuộc rất lớn vào file video. Chính vì vậy file video mà càng ngắn thì thời gian các bạn tracker càng nhanh. Sau quá trình tracking xong thì đến quá trình solving camera, đây là quá trình để hệ thống có thể nhận diện ra được camera đang di chuyển như thế nào. Sau khi quá trình camera tracker xong thì chúng ta sẽ thấy ở trên phần 3D camera tracker, bạn có thể ấn nút tạo ra camera. Ngay khi bạn ấn nút tạo ra camera, After Effects sẽ tự động tạo ra một camera 3D tracker camera ở đây. Và như các bạn đã thấy, quay trở lại với file video gốc của chúng ta và vào hiệu ứng 3D camera checker, các bạn sẽ thấy là có các điểm xanh đỏ tím vàng ở trên trong khung hình. Và tại đây, như các bạn có thể nhìn thấy, các điểm nào mà màu
màu giữ nguyên cố định từ đầu đến cuối, thì các bạn có thể xác định đấy rằng là đấy là những cái điểm mà checker tốt nhất. Ở đây tôi thấy có một điểm màu tím ở đây di chuyển từ đầu đến cuối, và ngoài ra chúng ta sẽ có một số điểm ở đây nó cũng sẽ di chuyển từ đầu đến cuối như các bạn đã thấy đó. Chính vì vậy chúng ta sẽ gọi một số điểm ra, ví dụ như là chúng ta sẽ cần một số điểm mà là các cái lá ở gần cô gái này và một số điểm là cái lá ở trên tường. Ví dụ ở đây tôi sẽ phải chuột vào đây và một điểm màu xanh này, và tôi sẽ tạo ra một cái null object tại đây bằng cách là create null ở đây, đặt tên điểm này là điểm lá 1. Tiếp theo ở tôi muốn một cái điểm lá 2 ở phía trên đầu cô gái, ở gần cô gái, bằng cách là lấy điểm ở trên bông tai này, phải chuột vào bông tai và chọn nút create null. Tiếp theo đặt tên là lá 2. Ngoài ra khi ở phía đằng xa ở trên bức tường, tôi muốn một cái lá ở trên không gian của bức tường, vì vậy tôi sẽ phải chuột vào điểm màu tím ở đây và tạo ra một cái null và đặt tên là lá 3. Sau khi bạn đã tìm được các vị trí đặt chiếc lá ở trong hình ảnh này, chúng ta sẽ làm thêm một thao tác nữa, đó là ở phía trên bàn của cô gái này tôi sẽ cho thêm một cái chai Coca-Cola đặt nghiêng và đã bật nắp, nước Coca-Cola phun trào ra. Chính vì vậy chúng ta cần phải biết được tọa độ của cái bàn cô gái đang đặt tay lên đây. Vì vậy chúng ta sẽ tìm xem là ở trên bàn này có điểm nào gần nhất với tay cô gái không. Như các bạn đã thấy thì ở đây ở cuốn số này, cuốn sổ có màu tím này, thì rõ ràng cái điểm này khá là vững chắc. Vì vậy ta sẽ tạo ra một cái check null và đặt ở đây là Coca-Cola. Sau quá trình tạo ra các null object, bước tiếp theo của chúng ta sẽ là đưa các đối tượng 2D và 3D vào trong khuôn hình. Việc đầu tiên của chúng ta làm đó chính là đưa các cái đối tượng lá 1, 2 và 3 vào vị trí của lá, tọa độ của null object của lá 1, lá 2 và lá 3. Ở đây chúng ta có thể sử dụng lệnh như sau: bấm vào lá 1, ấn nút Ctrl An hỏi tọa độ của lá 1 và null object đã được thay thế và null object đã biến mất thay bằng lá 1 như các bạn đã thấy ở đây. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng lệnh scale cho lá 1 to lên và opacity chuyển sang 100%. Như các bạn đã thấy, tọa độ lá 1 ở đây đã được hiện lên và nó bắt khá dính với khuôn hình của chúng ta. Tuy nhiên ở vị trí như thế này thì nó cũng hơi vô lý. Vì vậy chúng ta sẽ để tọa độ của lá 1 đi lên trên cao bằng cách là chúng ta không thay đổi position của nó, mà các bạn nên thay đổi anchor point của nó. Nó là điểm cố định, bằng cách thay đổi đẩy chiếc lá lên cao. Như các bạn đã thấy, khi lá ở trên cao thì nó sẽ không bị vướng vào các cái đối tượng ở trong khuôn hình. Công việc tiếp theo khá là đơn giản, bạn làm tương tự đối với lá 2 và lá 3. Các bạn hãy nhớ phím tắt là Ctrl An hỏi, dấu hỏi bên cạnh dấu shift của bàn phím, để thay thế layer ở bên trong quá trình bạn đang làm với một cái file ở bên trong phần project. Như các bạn đã thấy, ngay sau khi ấn nút Ctrl An hỏi, lá 2.png đã được thay thế vào null object của null object trong file lá 2. Và bạn nhớ là null object này thì opacity đang là 0%, bạn phải đẩy opacity lên thành 100%, sau đó scale cho phù hợp. Tiếp đến đẩy tọa độ anchor point ra khỏi vị trí đó. Và sau đó bạn có thể xoay rotation. Ở góc độ này thì chiếc lá đang quay rất là đẹp. Tiếp theo, làm tương tự đối với lá 3. Bạn nhớ đẩy opacity lên 100%. Lá 3 ở vị trí đó thì là một vị trí rất là nhỏ, vì vậy bạn phải tăng scale lên một chút. Sau đó thay đổi tọa độ anchor point và cho nó đi vào sâu hơn một chút.
Và bây giờ khi các bạn bắt đầu xoay hình, các bạn sẽ thấy là ba nó nằm ở gần gần sát với cái bức tường. Chính vì vậy cái tọa độ của nó, tọa độ anchor point của nó thì nên đi xa xa ra khỏi bức tường thì trông nó sẽ đẹp hơn. Như các bạn đã thấy. Xuống hơn một chút. Đi sang trái một chút. Và sau quá trình thay đổi các cái lá, các bạn đã thấy bây giờ chiếc lá đã bay ở trong không gian 3D rất là giống với hiệu ứng thật. Vậy là bây giờ chúng ta muốn là ở trong khung cảnh đó thì chúng ta sẽ thêm một đối tượng 3D thật sự vào bên trong của khuôn hình. Chính vì vậy chúng tôi sẽ sử dụng một cái hiệu ứng 3D rất là phổ biến ở trong After Effects, đó chính là 3D Element của Video Copilot. Và để tiếp tục thì chúng ta sẽ sử dụng tạo ra một lớp solid và đặt là 3D Element. Tiếp theo ở trong Effect Panel thì bạn tìm hiệu ứng 3D, à hiệu ứng Element của Video Copilot. Ở đây chúng ta sẽ làm add vào trong khuôn hình một cốc Coca-Cola. Bạn bấm vào Modem Browser, chọn phần Start Pack, bạn chọn Soda Can là cốc chai Coca-Cola như các bạn đã thấy ở đây. Tiếp đến ở phần bạn tìm cái hiệu ứng là Motion Design và tìm phần Liquid. Ở đây tôi thấy có hiệu ứng Liquid số 15 là phù hợp với mục đích của tôi. Chính vì vậy tôi sử dụng cái Liquid số 15. Tuy nhiên, nước Coca-Cola như các bạn đã biết thì là nó là màu đen. Vì vậy chúng ta vào phần Preset, chọn Metallion, chọn màu Shiny đen ở đây, ném vào phần Metallion của Liquid. Như các bạn đã thấy, màu đen đã có ở trong phần Liquid số 15. Tuy nhiên, các bạn phải nhớ là đối tượng phun tuôn trào của cái Liquid số 15 này và cái Soda Can này phải là thuộc hai nhóm tách rời để chúng ta có thể xử lý được. Và như các bạn đã thấy ở đây thì chúng ta đã tách ra thành hai nhóm là nhóm 1 và nhóm 2. Nhóm 1 sẽ có Liquid 15 và nhóm 2 là sẽ có chai Coca. Sau khi các bạn ấn nút OK, ở trên màn hình không có gì bởi vì tọa độ ở trên màn hình xử lý trên tọa độ camera và vị trí của 3D Element này không không giống như là tọa độ của chai Coca. Chính vì vậy, bạn mở phần Null Object của Coca, chọn ấn nút P để chọn Position, và như các bạn đã thấy ở đây, sau đó quay trở lại với Element 3D, ta vào group 1 là group đầu tiên chứa Liquid 15 và vào phần Particle Replicator tìm vị trí position x và y. Các bạn nhớ ở đây nó có x, y và z. Các bạn hãy copy cái tọa độ x, y và z của Coca null object ở đây vào tọa độ position ở đây bằng cách là gõ lại chính xác 776. Tọa độ y của nó là 1315 và tọa độ z của nó là 6892. Như các bạn đã thấy, khi chúng ta đặt vào đây thì các bạn đã thấy đối tượng 3D nó nằm ở đây rồi. Tiếp theo, các bạn tăng vào phần particle look, đẩy size của Coca tăng lên một chút. Tiếp đến, làm tương tự với group 2. Tọa độ tương tự như thế. 776 1315 và position Z là 6892. Và các bạn sẽ thấy chai Coca hiện lên ở đây. 776 1315. Đây rồi. Các bạn đã thấy chai Coca hiện lên ở đây. Sau đó thì như chúng ta đã biết, nếu chúng ta di chuyển chai Coca đang ở một vị trí cũng khá khó là nhìn. Chính vì vậy thì chúng ta sẽ thay đổi tọa độ của chai Coca đi một chút để nó phù hợp hơn và nó giống như là đang nằm ở trên trên bàn hơn. Tiếp theo, bạn nhớ là chai Coca và cái nước bắn ra nó phải phải gần gần nhau về tọa độ để bảo đảm là khi
chai coca tuôn trào như thế này. Và để cho nó động đậy hơn thì chúng ta sẽ cho chai coca nó hơi nghiêng một chút, như kiểu cô gái này đánh đổ chai coca ra vậy. Thì các bạn vào phần coca, tức là group 2, vào tìm phần rotation, replication rotation, và sau đó bạn để nghiêng. Sau khi thực hiện xong bước này thì bước cuối cùng của các bạn đó chính là việc đưa một lớp bóng bóng đổ ở trên cái bàn này để cho cái chai Coca-Cola này hợp lý hơn, bằng cách là bạn vào phần layer, chọn new layer, chọn solid màu đen, sau đó bạn vào phần mask, chọn mask hình tròn, nháy kép vào mask hình tròn để tạo ra một vùng mask hình tròn ở trên khuôn hình. Tiếp đến bạn vào Coca-Cola, chọn phần vị trí position ở đây, paste vào black solid, sau đó bạn chuyển black solid sang dạng 3D và paste lại một lần nữa, bởi vì vừa nãy chúng ta là paste sai. Sau đó vào phần rotation, đâu, và vị trí opacity của nó là 30%. Và như các bạn đã thấy, nhìn cũng khá là giống thật. Tiếp theo, bạn quay lại với 3D element. Ở đây chúng ta quên mất, chúng ta chưa cho thêm vào một chút ánh sáng để cho nó phù hợp với khuôn hình hơn. Thì các bạn có thể vào phần element và tìm ở mục render setting, mục lighting. Bạn cho thêm phần add lighting, hiệu ứng cinema vào ở trong khuôn hình. Thì hiệu ứng cinema này là phía bên trái màu xanh và bên phải màu vàng. Cái hiệu ứng này nó cũng nhìn trông nó cũng khá là bắt mắt, và trong một cái khuôn hình như này thì nó cũng khá là đẹp. Chính vì vậy chúng ta sẽ thêm hiệu ứng đó vào đây. Và đây là kết quả của các bạn. Máy chạy, quay chạy ạ. Bài tập hiệu ứng của After Effects ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hy vọng thông qua bài tập này thì các bạn có thể sử dụng trong các cái MV cũng như là trong các video của các bạn. Tôi là Trần Trung và bạn đang xem video từ tomo.vn. Các bạn đang đến cuối của con đường ngày hôm nay, đó chính là series After Effects cơ bản của tomo.vn. Xin chào, quay trở lại với phòng thu của tomo.vn. Nay là chiếc